cấp nguồn nước sạch cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy lọc nước, đặc biệt sản phẩm máy lọc nước AK1000 và AK2000 do công ty AK Sixtech Vina nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Ưu điểm của máy lọc nước AK1000 và AK2000: không sử dụng điện vì trong quá trình lọc chỉ cần áp lực từ bể nước thông qua 4 lõi lọc và cho ra vòi nước nên rất tiết kiệm. AK1000 và AK2000 lọc hết các tạp chất có hại cho cơ thể, cung cấp thêm khoáng chất cho nước, giữ lại những thành phần vi khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa. Do sử dụng công nghệ lõi lọc kiềm nên sẽ tạo ra độ kiềm cho nước, giúp trung hòa bớt axit có trong dạ dày, giảm thiểu bệnh về dạ dày. Với cấu tạo gọn nhẹ và thiết kế trang nhã, AK1000 và AK2000 thích hợp với mọi không gian nhà bếp, phòng khách hay văn phòng. Máy lọc nước AK1000 và AK2000 sử dụng các cút nối đơn giản, không cần vặn xoắn nhưng lại vô cùng chắc chắn và không gây rò rỉ nước. Được làm bằng chất liệu nhựa nên dù sử dụng lâu ngày, các cút nối này cũng không bị rỉ như các loại cút nối làm từ sắt thép. AK1000 và AK2000 đều là sản phẩm máy lọc nước với công nghệ lõi lọc kiềm giúp mang đến nguồn nước tốt nhất cho sức khỏe của người sử dụng. Về cơ bản, nguyên lý làm việc của máy lọc nước AK1000 và AK2000 đều giống nhau. Tuy nhiên, về thiết kế của máy AK1000 thích hợp với không gian phòng bếp, còn máy AK2000 phù hợp lắp đặt trong phòng khách, bàn làm việc hay văn phòng. Một điểm khác nhau nữa của hai loại máy lọc nước này là với máy lọc nước AK2000, quý vị có thể thay thế lõi lọc kiềm AK-Lite bằng lõi lọc RO đối với nguồn nước bị nhiễm bẩn nặng, giúp loại bỏ các kim loại, đá vôi và tất cả các chất gây ô nhiễm. Nước lọc qua máy AK1000 và AK2000 được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Nước lọc qua máy AK1000 và AK2000 có thể sử dụng cho tất cả các mục đích sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, đặc biệt dùng để rửa thực phẩm trước khi chế biến, rửa rau, củ, quả trước khi ăn, đun nấu, chế biến thức ăn cho gia đình, tắm rửa, đặc biệt tốt cho trẻ em, uống trực tiếp không cần đun sôi, rất tốt cho hệ tiêu hóa, dùng thay cho nước lọc đóng chai. Nhiều gia đình có thói quen đun nước sôi để nguội đổ vào bình lọc để lưu trữ. Giờ đây quý vị có thể hoàn toàn yên tâm uống nước trực tiếp mà không cần đun sôi từ máy lọc nước AK1000 và AK2000. Với công nghệ lõi lọc kiềm, máy lọc nước AK1000 và AK2000 sẽ mang đến cho gia đình bạn nguồn nước tốt nhất, giữ lại và cung cấp thêm các khoáng chất cho nước, giúp thanh lọc cơ thể, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Khánh Ly tin tưởng rằng máy lọc nước AK1000 và AK2000 sẽ là những sản phẩm rất hữu ích cho gia đình của bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay căn bếp không chỉ được biết đến như là không gian riêng cho việc nấu nướng và ăn uống, mà đó còn là nơi sinh hoạt đầm ấm cho cả gia đình sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Để có được một không gian bếp đầm ấm thân thiện thì các vật dụng trong bếp cũng phải được bày trí một cách ngăn nắp và gọn gàng, phù hợp với không gian bếp. Vì thế mà ngày nay rất nhiều gia đình đã đầu tư hơn cho căn bếp của mình. Đó cũng chính là lý do mà hôm nay TV Shopping muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm thùng gạo thông minh AK Sixtech. Thùng gạo thông minh AK Sixtech nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Hàn Quốc, sức chứa lên đến 40kg gạo, nút điều khiển gạo tự động chảy xuống khay chứa, một lần nhấn được 150g, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng với các màu sắc đẹp mắt, có bánh xe tiện dụng nếu cần di chuyển, chất liệu bằng nhựa tổng hợp ABS cao cấp. Trước đây, vì nhiều lý do khác nhau mà người tiêu dùng ở Việt Nam thường không coi trọng việc bảo quản gạo. Khi bạn dùng tay để múc gạo từ thùng đựng gạo bình thường như thế này, thì bàn tay có thể bị ẩm ướt, điều đó dẫn tới việc gạo bị dính nước và gây nên ẩm mốc. Khi bạn phát hiện ra điều này thì đã quá muộn, gia đình bạn đã ăn phải bao nhiêu cơm bằng gạo ẩm mốc mà chúng ta không hề hay biết. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, tim mạch. Thùng gạo thông minh AK Sixtech sẽ giúp bạn khắc phục được những điều tồi tệ trên. Không cần phải dùng tay để tiếp xúc trực tiếp với gạo, do đó hạn chế tối đa gạo bị không khí, nước, vi khuẩn xâm nhập, làm ẩm mốc. Giữ cho hạt gạo luôn khô thoáng và sạch sẽ. Nếu bạn dùng những thùng đựng gạo thông thường như thế này, nắp đậy không kín, đó chính là cơ hội dễ dàng để cho rán, chuột có thể xâm nhập vào gạo. Đó chính là lý do quý vị thấy lượng gạo nhà mình bị ngót đi một cách nhanh chóng.
Điều này vừa tốn tiền mà quan trọng hơn, bệnh tật từ những loại động vật côn trùng này có thể xâm nhập vào đồ ăn và vào cơ thể chúng ta, gây ra rất nhiều bệnh tật. Thùng gạo thông minh Akacitec sẽ giúp bạn khắc phục được những điều tồi tệ trên. Không cần phải dùng tay để tiếp xúc trực tiếp với gạo, sau đó hạn chế tối đa gạo bị không khí, nước, vi khuẩn xâm nhập làm ẩm mốc, giữ cho hạt gạo luôn khô thoáng và sạch sẽ. Sản phẩm thùng gạo thông minh Akacitec được làm bằng tôn chống rỉ kết hợp với nhựa tổng hợp ABS cao cấp, gồm có tính cứng, tính bền với nhiệt độ và hóa chất. Là do acrylonitrile, tính dễ gia công, tính bền của styrene, tính dẻo, độ dai, va đập là của butadiene. Loại chất dẻo này chịu được nước sôi không bị biến dạng, có tính chất cơ học tốt, đặc biệt có độ bền và đập cao. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Hàn Quốc với thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng, rất phù hợp với tủ bếp và không gian bếp. Vâng, với sản phẩm này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng cả gia đình sẽ được thưởng thức những bữa cơm thật thơm ngon và an toàn. Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng về kích thước để quý vị dễ dàng lựa chọn. Mẫu AK505 kích thước 200x380x450, sức chứa 13kg, giá 1.200.000 đồng. AK55 kích thước 200x450x550, sức chứa 22kg, giá 1.300.000 đồng. AK808 kích thước 240x435x585, sức chứa 25kg, giá 1.500.000 đồng. AK500 kích thước 240x430x690, sức chứa 40kg, giá 1.700.000 đồng.